G đời 2019 này. Sơn đi nhanh qua một chút xíu về ngoại thất để anh em có thể là đánh giá sơ bộ được chiếc xe này. Còn chi tiết thì Sơn sẽ làm một cái video cụ thể hơn để cho anh em. Anh em mà đang quan tâm chiếc xe Vios G này thì có thể liên hệ trực tiếp với Sơn. Thực ra nếu anh em mua xe mới để kinh doanh mà đang còn lấn cấn về tài chính thì Sơn nghĩ đây là một cái sự lựa chọn cũng khá là hợp lý để mình có thể là tiết kiệm được một khoản tiền cho kinh doanh. Xe này thì xe đăng ký là 2019 màu trắng anh em. Xe chạy được 20.000 km rồi. Và cái giá chào bán bên Sơn nó đang là chào là 545 triệu. Xe này thì bên Sơn sẽ hỗ trợ là khoảng tầm 70 đến 80% á. Anh em chỉ cần đưa trước cho bên Sơn khoảng tầm 160, 170 là mình có thể nhận được xe rồi. Đấy. Đấy anh em liên hệ anh em quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với Sơn nhá. Giá bán